Ford F150 Limited 2022 đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 5,2 tỷ đồng. Phiên bản đặc biệt của Ford F150 thế hệ mới được nhập khẩu tư nhân về nước có giá bán 5,2 tỷ đồng. Mẫu bán tải cỡ lớn Ford F150 đời 2022 vừa xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh với phiên bản đặc biệt Limited. Đây là một trong những chiếc xe Ford F150 thế hệ mới được đưa về nước theo diện nhập khẩu tư nhân. Xe được một đại lý ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức chào bán với mức giá 5,2 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Ford F150 là đối thủ cạnh tranh của Ram 1500 đang được phân phối chính hãng với mức giá 5 tỷ 388 và 5 tỷ 688. Tại Mỹ, phiên bản F150 Limited là model cao cấp nhất của F150 với giá khởi điểm 73.000 USD, đắt hơn cả bản Raptor từ 64.145 USD. Biến thể Ford F150 Limited có cấu hình cabin Super Crew rộng rãi nhất, phần thùng hàng kích thước tiêu chuẩn dài gần 1,7 m. Ở đời xe mới, Ford F150 vẫn duy trì kiểu dáng mạnh mẽ, hầm hố đặc trưng với những đường nét cứng cáp, vuông vức. Với phiên bản Limited, xe được bổ sung hàng loạt chi tiết mạ chrome ở ngoại thất cho cảm giác sang trọng như viền lưới tản nhiệt, ốp cản trước, tay nắm cửa, trang trí nắp thùng hàng. F150 Limited được Ford trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED thông minh, có chức năng bật tắt tự động và được điều chỉnh tầm chiếu khi vận hành. Đi cùng với đó là dải đèn LED định vị gấp khúc và đèn gầm phía trước dạng LED. Mâm xe hợp kim có kích thước 22 inch và được thiết kế đan xen với các chấu lớn nhỏ. Bộ lớp nguyên bản là loại đa năng AT và cỡ 275-45R22. Nắp thùng hàng có chức năng tự động mở điện, đi kèm trang bị bậc thang và thanh kim loại hỗ trợ cho việc bước lên xuống thuận tiện hơn. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý khác trên phiên bản Limited của Ford F150 có thể kể đến bệ bước chân tự động khi mở ra, dãy số, mã số, cửa tài xế có thể mở khóa, xe không cần chìa, gương chiếu hậu hai bên tích hợp sưởi và chống chói. Cabin Ford F150 2022 được thiết kế hiện đại và nam tính. Bản táp lô bao gồm nhiều khu vực tách biệt, được tạo hình vuông vức, kết hợp cùng đó là vật liệu đa năng và kim loại trang trí rất là đẹp mắt, sang trọng. Tất cả ghế ngồi được bọc da phối hai màu và theo dòng chữ Limited trên tựa lưng. Hàng ghế trước được trang bị chức năng chỉnh điện, sưởi, làm mát. Riêng ghế lái có nhớ 3 vị trí. Không gian hàng ghế sau rộng rãi, đủ cho 3 người lớn sử dụng nhưng không có khả năng tùy chỉnh độ nghiêng tựa lưng như Ram 1500. Hệ thống thông tin giải trí trên F150 là Sync 4, đi cùng màn hình cảm ứng 12 inch và dàn âm thanh piano Bang & Olufsen cực đỉnh của Đan Mạch, hàng hiệu cao cấp. Danh sách trang bị tiện nghi của Ford F150 Limited bao gồm màn hình tốc độ kỹ thuật số 12 inch, sưởi tay lái, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, hàng ghế sau có sưởi, cổng sạc và nguồn điện xoay chiều 120V, cửa sổ trời toàn cảnh, chỉnh điện. Dưới nắp capo là động cơ xăng tăng áp EcoBoost V6 3.5 lít cho công suất tối đa 400 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 678 Nm. Ngoài ra, khách hàng tại Mỹ còn có tùy chọn động cơ hybrid với thông số 430 mã lực và 773 Nm. Trong khi đó, các model Ram 1500 bán tại Việt Nam sử dụng động cơ hút khí tự nhiên V8 5.7 lít Hemi với công suất 395 mã lực và mô men xoắn cực đại 556 Nm. Hộp số tự động 10 cấp là trang bị điều tiêu chuẩn trên Ford F150, còn hệ dẫn động 4x4 gồm 4 chế độ lái gài cầu. Có thể chọn thông qua nút bấm điện tử, mẫu bán tải Mỹ có hỗ trợ tính năng tùy chỉnh Drive Mode với các chế độ lái và đi địa hình như Normal, Eco, Sport, Tow, Slippery, Deep Snow, Sand và Mud Road. Những công nghệ an toàn nổi bật của Ford F150 2022, bản cao cấp nhất bao gồm hệ thống camera 360, kiểm soát hành trình tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đổ xe tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trên đây là đánh giá tổng quan về Ford F150 2022
vừa được cập bến tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh em đam mê địa hình có thể tham khảo trên video clip này, và có nhu cầu quan tâm đến dòng xe này đặt từ Mỹ, vui lòng gọi số hotline 0915116831. Mức giá dự kiến khi về Việt Nam đã đóng đầy đủ các loại thuế là 4,6 tỷ và lăn bánh dự kiến là hơn 5 tỷ. Anh chị em có nhu cầu vui lòng gọi điện thoại hotline để đặt hàng từ Mỹ trực tiếp về Việt Nam. Anh chị em các bạn thấy video clip hay như thế nào, vui lòng chia sẻ, đánh giá, để lại quan điểm, bình luận, ý kiến cá nhân để kênh phát triển hơn. Hãy rung chuông subscribe kênh để đón theo dõi những video clip mới nhất từ kênh YouTube Xe Phốc Phú Mỹ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video clip lần sau.